Ôi, anh bay qua cái hốc rồi đấy. Tí xem video. Anh vừa bay qua cái hốc rồi đấy. Tí xem video được. Bay qua cái hốc đen đi anh. Anh vừa bay qua hốc rồi đấy. Làm thử cái hốc đen đi anh. Một ngày tập bay Avatar cùng với idol Long Shen tại Hà Nội Skatepark. Bây giờ mới bật đèn sáng này. Giờ sáng hơn hẳn đấy.